Tây Ninh TV Audio kính chào quý vị. Mời quý vị lắng nghe thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, cập nhật từ 18 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2021 đến 18 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2021, Tây Ninh ghi nhận 174 ca dương tính với SARS-CoV-2, tăng 133 ca so với ngày 28 tháng 8. Phân theo yếu tố dịch tễ, sàng lọc 28 ca, F1 6 ca, cách ly tập trung 126 ca, trong khu phong tỏa 14 ca. Phân theo nơi cư trú, thị xã Trảng Bàng 41 ca, tăng 32, trong đó An Hòa 2 ca, An Tịnh 30, Đông Thuận 1, Gia Lộc 1, Huân Thuận 1, Phương Trảng Bàng 3, Phước Bình 1. Huyện Tân Biên 40 ca, tăng 40 ca, trong đó Tân Phong 30, Mỏ Công 2, Tân Bình 7, Thạnh Bình 1. Thành phố Tây Ninh 28 ca, tăng 21 ca. Trong đó Hiệp Ninh 20, Ninh Thạnh 3, Phương 2 1, Phương 4 3, thành Tân 1. Huyện Cò Dầu 23 ca, tăng 17. Trong đó Bào Đồng 13, Thanh Phước 1, Phước Trạch 9. Huyện Tân Châu 15 ca, tăng 14. Trong đó Số Dây 5, Tân Hiệp 1, Tân Hưng 3, Thị trấn Tân Châu 1, Tân Đông 4, Tân Hội 1. Huyện Châu Thành 7 ca, tăng 1 ca. Trong đó Long Vĩnh 2, Thanh Điện 1, Thanh Long 1, Thị trấn Châu Thành 3 huyện Bến Cầu 5 ca, tăng 5 ca, trong đó Lợi Thuận 1, Tiên Thuận 4, thị xã Hòa Thành 4 ca, giảm 6 ca, trong đó Long Thành Bắc 1, Long Thành Trung 3, huyện Dương Minh Châu 1 ca, không tăng giảm, có địa chỉ ở Cầu Khởi, ngoài tỉnh 10 ca. Tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân COVID-19 5.465 ca, đang điều trị 1.864 ca, đã điều trị khỏi xuất viện 3.514 ca, trong đó ngày 29 tháng 8 năm 2021 164 ca, tử vong 87 ca, ngày 29 tháng 8 năm 2021 không có ca tử vong, cách ly tập trung 1.889 người, cách ly tại nhà nên lưu trú 5.230 người. Một số thông tin khác, Tính đến ngày 29 tháng 8 năm 2021, tỉnh đã thiết lập 548 vùng phong tỏa, trong đó đã phong tỏa 211 vùng, 337 vùng đã kết thúc phong tỏa. Kết quả nghi nhiễm Các trường hợp nghi nhiễm 126 trường hợp, truy vết 90 F1, 69 F2, phong tỏa tạm thời đưa các trường hợp nghi nhiễm qua khu thu dung F0. Cụ thể, Tân Châu 2 ca, Châu Thành 6 ca, Gò Dầu 4 ca, Dương Minh Châu 11 ca, thành phố Tây Ninh 6 ca, Hòa Thành 1 ca, Trảng Bàng 96 ca. Kết quả sàng lọc xét nghiệm theo quy định số 2003 ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo số liệu cập nhật trên phần mềm quản lý xét nghiệm, kết quả lấy mẫu sàng lọc xét nghiệm trong ngày 29 tháng 8 trên địa bàn tỉnh như sau, cập nhật đến 17 giờ 30 phút. Tổng số mẫu 9.084 mẫu trên 82.466 người, tổng cộng sau 4 ngày lấy mẫu, 40.405 mẫu trên 345.159 người được lấy về việc tiêm vaccine. Tính đến hết ngày 28 tháng 8 năm 2021, tỉnh Tây Ninh đã tiêm được 206.835 liều trên 209.320 liều phân bổ của Bộ Y tế. Trong đó, mũi 1 là 181.796 liều, mũi 2 25.039 liều, đạt tỷ lệ 98,8%. Thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68, trong ngày 29 tháng 8 không phát sinh hồ sơ mới. Số chi trả trong ngày không có tổng số đã chi trả đến ngày 29 tháng 8 năm 2021 16.164 người với số tiền 24 tỷ 323 triệu 710.000 đồng tính từ khi thực hiện chính sách đến ngày 29 tháng 8 năm 2021 Ủy ban dân tỉnh đã phê duyệt chính sách hỗ trợ cho 22.826 người với số tiền 34 tỷ 649 triệu 190.000 đồng Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe thông tin. Thông tin cập nhật nhanh nhất tại địa chỉ www.ttv11.com.vn Quý vị hãy đăng ký kênh Tây Ninh TV Audio để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thân mến chào tạm biệt.